Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của FPT Telecom. Hôm nay hãy cùng nhau trò chuyện về chủ đề gia đình trong những ngày mà tất cả chúng ta đều đang hướng về ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam. Bạn có thấy rằng những năm trở lại đây, khi mà cuộc sống biến đổi không ngừng, ngày càng phát triển và hiện đại, cuộc sống vật chất của chúng ta nhờ đó mà được cải thiện và ấm no hơn. Thế nhưng, chính vì sự đủ đầy về vật chất và những sự hiện đại ấy đã khiến cho con người dần trở nên xa cách với nhau hơn. Ai ai cũng bận quan tâm đến công việc, sở thích cá nhân và các mối quan hệ xã hội. Những điều đó đã vô tình đánh cắp thời gian được trò chuyện, quây quần bên gia đình. Dần dà những bữa cơm ngồi với nhau trở nên thưa thớt. Ông bà muốn gặp con cháu, ba mẹ muốn gặp con cái cũng chẳng có nhiều dịp. Chúng ta đều bận bịu với việc chinh phục những thành tựu to lớn ở ngoài kia, gặp gỡ và gia tăng những mối quan hệ xã hội. Thế nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi, dành thời gian cho gia đình, liệu bạn đã làm được chưa? Gia đình được ví như chạm sạc năng lượng của mỗi người sau những mệt nhoài ngoài xã hội. Năng lượng ấy được kết tụ từ tình yêu thương. Chẳng phải tự nhiên mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực hay vô định với những kế hoạch của bản thân, ta lại thường mách nhau rằng, thôi, đi về nhà đi. Trở về với nơi chốn bình yên nhất, ta chẳng cần phải bận tâm đến công việc hay những deadline chất đống ngoài kia. Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm với gia đình, ngủ một giấc trong căn phòng quen thuộc thời thơ ấu cũng đủ để ta cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ cần như thế thôi là đã thấy được nạp thêm rất nhiều năng lượng, củng cố tinh thần để một ngày mới đến, ta lại mở cánh cửa và mỉm cười với thế giới. Giữ gìn sợi dây gắn kết với những người thân thuộc nhất giờ đây lại trở nên ngày càng khó khăn hơn nhiều trong một cuộc sống đầy sự bận rộn. Nhưng có lẽ sẽ không quá khó để ta dành ra một chút thời gian mỗi ngày về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Mỗi mâm cơm nóng hổi đầy ắp những món ăn đều là kết tinh thành quả lao động của các thành viên trong gia đình. Trên mâm cơm còn là nơi truyền nhận những bài học giáo dục, đạo đức giàu truyền thống qua các thế hệ, giúp các thành viên biết kính trên, nhường dưới, nhường nhịn và sẻ chia. Ví như cùng nhau chia sẻ một món ăn ngon hay để dành đồ ăn cho những thành viên khác. Trong những bữa cơm gia đình, ông bà cha mẹ thường khéo léo lồng ghép những chuyện dạy dỗ, bảo ban con cháu như nhắc nhở nề nếp gia phong, uốn nắn cách sống. Không có giây phút nào tuyệt hơn khi được sống giữa tình yêu thương của những người thân yêu nhất, được hít hà hương vị của những món ăn mẹ nấu, được ngồi bên mâm cơm với những lời cha dặn, phải cố gắng học hành làm việc nha con. Hương vị của những món ăn trong bữa cơm gia đình có lẽ sẽ khó tìm được khi chúng ta xa gia đình. Hương vị ấy ngoài những gia vị thân quen đặc trưng của món ăn còn chứa đựng cả gia vị của sự yêu thương, dù đôi khi đó chỉ là những bữa ăn nấu vội. Bữa cơm gia đình chính là chìa khóa hạnh phúc, bởi chính những bữa cơm ấy sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình, xua tan mọi mệt mỏi, bỏ qua những giận hờn, để rồi mỗi người tự thấy mình được chở che, được quan tâm, được bày tỏ những nguyện vọng, được ân cần chỉ bảo mỗi ngày. Vào bếp cùng nhau, chuẩn bị những bữa cơm gia đình cũng giúp các thành viên thêm gắn kết và trân trọng những bữa cơm quây quần bên nhau. Chúng ta có thể rất nỗ lực để mua tặng ba mẹ những món quà giá trị, nhưng điều mà ba mẹ cần lại chính là những giây phút cả nhà quây quần bên căn bếp nhỏ cùng nhau ăn một bữa cơm ngon. Nếu ta không thể chạy về ăn cơm với ba mẹ mỗi ngày, thì ta có thể dễ dàng nhấc máy lên gọi video call về nhà. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có món gì thế ạ? Hay hỏi mẹ về những công thức nấu ăn, được mẹ hướng dẫn tự vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng. Chỉ vậy thôi, đã giúp ta vơi đi nỗi nhớ thương hương vị của những bữa cơm mẹ nấu. Từ một kết nối nhỏ vô hình, Internet giờ đây có thể giúp ta giữ sợi dây gắn kết với gia đình, với những điều thân thuộc dù ở bất cứ đâu, lấp đầy tất cả những mảnh ghép cảm xúc bị thiếu khi phải sống xa gia đình. Bởi vì chỉ cần nhấc máy lên là có thể nhìn thấy hình ảnh, nụ cười của những người thân yêu nhất. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết yêu thương gia đình đúng cách, bởi tình yêu thương ấy không chỉ là những quan tâm vật chất đơn thuần, mà còn phải là sự trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, thấu hiểu lẫn nhau,
dù ở bất cứ nơi đâu, cũng đừng bao giờ bỏ lỡ kết nối với những người thân yêu. Vì kết nối là không giới hạn.